Máy lọc nước là thiết bị quen thuộc của mỗi gia đình. Tuy nhiên thì trên thị trường có rất nhiều loại máy lọc nước. Vậy loại nào sẽ phù hợp với gia đình bạn? Hãy tham khảo ngay video sau đây để biết cách phân biệt các loại máy lọc nước và nên mua loại nào để phù hợp nhất nhé. Để mua máy lọc nước thì mình nên phân loại ra 3 tiêu chí lớn, như phân loại theo kiểu dáng lắp đặt, phân loại theo công nghệ lọc nước và phân loại theo các máy. Về phân loại theo kiểu lắp đặt thì sẽ có tủ đứng. Máy lọc nước tủ đứng thì thường được sử dụng phổ biến bởi vẻ ngoài đẹp mắt, tiện dụng, phù hợp với mọi vị trí của căn nhà bạn. Và máy lọc nước tủ đứng sử dụng thịnh hành công nghệ lọc nước RO với khả năng cung cấp nước sạch được bổ sung các khoáng chất có lợi. Và vì được bảo vệ trong tủ kín nên bộ lọc và hệ thống dây dẫn của máy lọc nước tủ đứng thì được bảo vệ khá là an toàn, sẽ không lo côn trùng cắn phá, sạch sẽ, hoạt động êm và ổn định hơn. Giá thành của máy lọc nước tủ đứng hiện nay thì khá là đa dạng, dao động từ 5 đến 15 triệu đồng. Thứ hai là dạng để bàn. Máy lọc nước để bàn thì có kích thước nhỏ gọn, tinh tế và sang trọng, dễ dàng lắp đặt ở trên bàn và các vị trí nhỏ hẹp hơn. Ngoài lõi lọc cơ bản, máy lọc nước để bàn cũng có thể bổ sung các lõi chức năng, bổ sung vi khoáng chất cho nước. Đa số thì dung tích lọc của máy lọc nước để bàn ở mức từ 7 lít đến 9 lít. Công suất lọc trong khoảng từ 10 đến 15 lít trên giờ sẽ phù hợp với những gia đình ít thành viên. Dòng máy này thì có giá dao động trung bình vào khoảng từ 7 đến 15 triệu đồng, phù hợp với kinh tế của nhiều gia đình. Kiểu lắp thứ ba là dạng lắp âm tường. Dạng máy lọc nước lắp âm sẽ không có tủ bảo vệ các lõi lọc, thay vào đó các lõi lọc sẽ được bảo vệ trong tủ bếp hoặc bồn rửa chén. Máy lọc nước lắp âm có thiết kế nhỏ gọn, kín đáo, tiết kiệm diện tích tối đa cho các không gian hẹp. Máy lọc nước lắp âm tường thì có giá trung bình từ 5 đến 15 triệu đồng, khá rẻ so với máy lọc nước để bàn. Dòng máy này thì vẫn đảm bảo được các cấp lọc thô, cấp lọc tinh và có thể thêm những cấp lọc bổ sung khoáng chất và vi chất đảm bảo chất lượng nước sử dụng. So sánh các máy lọc nước phân loại theo kiểu lắp đặt, thứ nhất là về dạng thiết kế. Máy lọc nước tủ đứng thì dạng tủ đứng sẽ có tủ kín bảo vệ các lõi lọc. Còn máy lọc nước để bàn thì các lõi lọc được sắp xếp thành một khối có kích thước nhỏ gọn và được lắp đặt trong những vị trí nhỏ, hẹp hoặc để bàn. Còn máy lọc nước lắp âm thì không có tủ bảo vệ, lắp được âm dưới tủ bếp và bồn rửa chén. Về ưu điểm thì máy lọc nước tủ đứng thì phù hợp với mọi không gian trong ngôi nhà, dung tích lọc sẽ thường lớn hơn, sẽ trên 10 lít. Còn máy lọc nước để bàn thì có thiết kế nhỏ, tiện dụng, phù hợp với mọi không gian, hòa hợp với nội thất, sẽ tăng vẻ thẩm mỹ cho căn phòng. Và thứ ba là máy lọc nước âm thì thiết kế thông minh, tiết kiệm tối đa diện tích, tạo vẻ gọn gàng, thẩm mỹ cao, có thể hỗ trợ cho việc sinh hoạt. Còn về nhược điểm thì máy lọc nước tủ đứng thì sẽ có vị trí lắp đặt phải gần nguồn nước để tiện cho việc xả hoặc cấp nước đầu vào. Còn máy lọc nước để bàn sẽ dung tích nhỏ nên không thích hợp cho không gian đông người. Còn máy lọc nước âm tường thì khó khăn trong quá trình lắp đặt hơn. Tiêu chí thứ hai là phân loại theo công nghệ lọc nước. Hiện nay thì có 3 công nghệ lọc nước chủ yếu là công nghệ lọc nước RO, Nano và Ion Kiềm. Máy lọc nước RO sẽ được nhiều người yêu chuộng bởi nhiều tính năng, thông minh và thiết kế hiện đại. Máy lọc nước công nghệ RO có khả năng loại bỏ hầu hết các tạp chất và vi khuẩn, đồng thời sẽ mang lại nguồn nước sạch, tinh khiết, có thể uống được ngay mà không cần phải đun sôi lại. Máy lọc nước RO thì sẽ có khả năng lọc được nước phèn, nước lợ và mang đến nguồn nước đầu ra đạt chuẩn và hoàn toàn là tinh khiết. Máy lọc nước RO thì sẽ có giá dao động trung bình từ khoảng 4 triệu đến 15 triệu đồng. Ưu điểm của dòng máy lọc nước RO là có thể uống ngay sau khi lọc, phù hợp với nhu cầu sử dụng nguồn nước trực tiếp, bảo vệ sức khỏe. Một nhược điểm nho nhỏ là khả năng lọc còn hạn chế khi chưa thể giữ lại được các khoáng chất tự nhiên và chủ yếu sẽ sử dụng điện năng nên sẽ bất tiện khi ở nơi có mất điện. Thứ hai là công nghệ lọc nước nano. Công nghệ này thì sẽ có màng lọc kích thước siêu nhỏ từ 0,01 đến 0,1 micromet, có khả năng loại bỏ hoàn toàn tạp chất, bụi bẩn, các vi khuẩn, virus chứa trong nguồn nước đầu vào mà vẫn giữ được, đảm bảo được độ ngọt tự nhiên của nước. Nguồn nước đầu ra của máy lọc nước nano có thể uống trực tiếp mà không cần phải đun sôi lại. Tuy nhiên thì sử dụng máy thì bạn cần chú ý lựa chọn những nơi có nguồn nước đầu vào phải đảm bảo sạch và an toàn. Máy thì có thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc lắp đặt, giữ lại được nhiều khoáng chất có lợi, phù hợp với gia đình có nguồn nước đầu vào phải sạch. Nhược điểm nho nhỏ của máy lọc nano là quá trình lọc hạn chế khi lắp đặt ở những nơi có nước đầu vào yếu và thời gian thay lõi lọc là sẽ nhanh. Công nghệ lọc thứ ba là công nghệ lọc nước ion kiềm. Đây là loại máy hoạt động dựa trên nguyên tắc điện phân nước, tạo ra nguồn nước ion giàu hydro.
Máy thì có thiết kế nhỏ gọn, vừa phải, có thể đặt bất kỳ đâu trong ngôi nhà của bạn. Đa số các loại máy lọc nước ion kiềm đều tích hợp công nghệ lọc tiên tiến nhất hiện nay là công nghệ nano. Ưu điểm vượt trội của dòng máy là đáp ứng đầy đủ nhu cầu của gia đình trong việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày với công suất lọc mạnh mẽ, phù hợp với gia đình có điều kiện kinh tế tốt. Tiêu chí tiếp theo là phân loại theo dòng máy lọc nước. Thì chúng ta sẽ có máy lọc nước nóng lạnh. Ví dụ như dòng máy lọc nước nóng lạnh Atika RO sẽ có khả năng thay đổi nguồn nước đầu ra nóng và lạnh tùy theo vào nhu cầu sử dụng của người sử dụng. Máy sử dụng công nghệ làm lạnh Blox với đặc điểm có độ bền cao. Loại máy này sẽ có giá dao động trong khoảng từ 8 đến 9 triệu đồng với 3 chức năng chính là nóng, lạnh và nguội, tiện lợi cho mình sử dụng. Với hệ thống 9 loại lọc mạnh mẽ và toàn diện sẽ tiết kiệm tới 40% điện năng nhờ công nghệ bảo vệ nhiệt đa lớp và sẽ bổ sung hydro chống lão hóa. Loại máy tiếp theo là máy lọc nước điện giải ion kiềm giàu hydro. Máy lọc nước điện giải ion kiềm hoạt động dựa trên nguyên tắc điện phân, tạo ra nước có tính kiềm và có tính axit. Chất lượng nước đầu ra đảm bảo tốt cho sức khỏe với giá thành dao động từ 10 đến 100 triệu đồng tùy từng loại máy. Và như dòng máy lọc nước điện giải ion kiềm Atika có giải pH trải rộng từ 9.5 đến 5.5. Nước ion kiềm giàu hydro Atika không chỉ là loại nước có công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe mà ngay cả trong sinh hoạt thường ngày nó cũng là công cụ phụ trợ vô cùng đắc lực. Dòng máy lọc nước này sẽ mang lại cho mình những đặc tính riêng như là giàu vi khoáng tự nhiên cho cơ thể, giàu hydro chống oxy hóa mạnh mẽ. Nếu gia đình bạn đang sinh sống tại nơi có nguồn nước bị nhiễm mặn, nhiễm lợn thì bạn có thể lựa chọn cho mình ngay máy lọc nước RO. Máy lọc nước RO sẽ sử dụng màng lọc RO với công suất mạnh mẽ cho ra nguồn nước đảm bảo tinh khiết. Máy sẽ dao động với giá thành từ 7 đến 9 triệu đồng. Như dòng máy lọc nước RO Atika R9S thông minh với 9 cấp lọc sẽ đem lại nguồn nước sạch, tinh khiết được bổ sung canxi cho vị ngọt mát tự nhiên, cân bằng, ổn định độ pH sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Tiếp theo là máy lọc nước còn khoáng. Máy lọc nước tạo khoáng là sản phẩm tốt, đem lại lợi ích vượt trội cho sức khỏe của bạn và gia đình. Các lợi ích của sản phẩm rất đa dạng, có thể kể đến như là cung cấp được nguồn nước đạt chuẩn người sử dụng với tích hợp các lõi chức năng giúp bổ sung khoáng chất hữu ích trong nước và sau quá trình lọc sẽ loại bỏ được các tạp chất. Với thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể tiện tối ưu không gian sống. Và như dòng máy lọc nước canxi ta 8, với dòng máy này thì nguồn nước của gia đình bạn sẽ không chỉ còn tốt cho sức khỏe vì không cần đun sôi, đồng thời khả năng hấp thụ canxi với công nghệ Hitech hàng đầu của máy lọc nước Geyser là sự lựa chọn không thể bỏ qua cho cuộc sống hiện đại và tiện nghi. Một số gia đình sinh sống ở nơi có nguồn nước đầu nguồn không được sạch sẽ có thể lựa chọn máy lọc nước đầu nguồn để sử dụng. Dòng máy này có khả năng khử sạch hoàn toàn cặn chất và kim loại độc hại. Giá thành của máy sẽ dao động từ 70 đến 100 triệu đồng. Như hệ thống lọc tổng MWS, đây là hệ thống lọc nước sinh hoạt tổng đa năng gồm hai bộ lọc là làm mềm nước hoàn sử dụng riêng cho gia đình và biệt thự, giúp loại bỏ hiện tượng bám cặn, bảo vệ thiết bị, tích hợp hệ thống điều khiển thông minh sẽ có khả năng tự động sục rửa định kỳ căn cứ vào chất lượng nước đầu vào và thời lượng nước sử dụng thực tế của gia đình mình. Trên đây là thông tin phân loại các loại máy lọc nước trên thị trường mà chuyên gia nước Enterprise muốn chia sẻ đến bạn. Và nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào!